sang những đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I play. Đây chính là những đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Trong mỗi chúng ta đâu đó vẫn tồn tại một đứa trẻ loay hoay tìm hiểu về bản thân. Có những điều tìm thấy khiến cho mình bất ngờ và Hiếu muốn mời mọi người xem được cái hành trình tìm hiểu về bản thân của Hoàng Đại cùng với sự hỗ trợ của biên đạo Hà Lộc. Và xin cảm ơn rất là nhiều tới nữ ca sĩ Orange và nam ca sĩ Hoàng Dũng với ca khúc Khi Em Lớn ạ. Thưa quý vị, tiếng hát của Orange và Hoàng Dũng với phần trình diễn của Hà Lộc và Hoàng Đại. Khi mà cảm giác được cái nguồn năng lượng đến từ khán giả, Hà Lộc cảm thấy là mình và anh Hoàng Đại đã làm rất là tốt rồi. Mình không có điều gì phải hối tiếc nữa. Anh Hoàng Đại đã làm được cái điều mà Hà Lộc mong đợi, và cũng như là Hà Lộc rất là tự hào về anh và tự hào về bản thân mình. Mình thì là lead của team Trọng Hiếu ấy. Các cái vòng thi nhóm thì thường mình sẽ có một cái trách nhiệm nó cao hơn để có những cái màn trình diễn nó hay nhất. Thì phần nào đấy mình không kiểu kết nối sâu được với cả cái bài diễn kiểu quá cảm xúc ấy. Cho nên là nó sẽ không được sướng bằng cái lần này khi mà mình kệ những cái thứ xung quanh và chỉ tận hưởng nhảy múa thôi. Thực sự cảm giác là được nhảy. Xin chào Street Dance Việt Nam, mình là Orange. Mình là Hoàng Dũng. Thật sự là lúc mà Dũng cùng với cả Orange đứng hỗ trợ ở bên cạnh và
còn cảm thấy chính mình bị run vì cái năng lượng mà hai tuyển thủ tạo ra và cái những cái tràng pháo tay mà khán giả react lại cho phần trình diễn của tuyển thủ. Lúc mà mình biết bài hát này cũng không nghĩ là sẽ có một ngày bài hát này được trình diễn trong một cái chương trình mà mình cũng rất là yêu thích. Rất là cảm ơn Street Dance đã tạo điều kiện cho Hoàng Đại cũng như là Hà Lộc phô bày những cái cảm xúc gọi là chân thật nhất của mình trong cái bài hát của mình rất là yêu thích. Tác giả chấm mấy điểm? Tại vì tôi không có được nhảy cho nên là tôi cho 9 rưỡi. Nếu như bây giờ tôi được nhảy với đó là tôi là cho chấm là 10 điểm. Lần này chương trình đã mời nghệ sĩ đến hát cho bọn mình thể hiện được cái thể loại của bọn mình thì mình cảm thấy là cái nhảy múa đường phố, cái nhảy múa đương đại nó được tôn trọng và nó được sánh ngang vai với cả cái việc ca sĩ hát những cái bài hát. Nên là mình cảm thấy biết ơn và mình cảm thấy là được tôn trọng rất là nhiều.